Đầu mắt tay chân thầy tất cả đều xả được vì cầu đạo Bồ đề vô lượng kiếp như vậy, vô lượng ức ngàn kiếp đạo sư khó gặp được, thấy nghe hoặc hầu hạ tất cả không luống qua, nay sẽ cùng các ngươi đến gặp đấng điều ngự, ngồi nơi tòa Như Lai, hàng ma thành chánh giác chiêm ngưỡng thân như lai phóng ra vô lượng quang đủ thứ sắc vi diệu trừ diệt tất cả tối trong mỗi mỗi lỗ lông phóng quang không nghĩ bàn chiếu khắp các quần sinh đều khiến đại hoan hỉ các ông đều nên phát tâm rộng lớn tinh tấn đến chỗ như lai đó cung kính mà cúng dường bấy giờ chuyển luân thánh vương nói kệ khen ngợi đức phật khai ngộ tất cả chúng sinh rồi từ căn lành của luân vương hiện ra mười ngàn thứ mây đại cúng giường đi đến đạo tràng hướng đến chỗ đức như lai như là mây tất cả lọng báu, mây tất cả chướng hoa, mây tất cả y báu, mây tất cả lưới linh báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả tràng báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa đẹp, mây tất cả các đồ trang nghiêm, nghiêm sức khắp nơi ở trong hư không, đến rồi đảnh lễ dưới chân như lai phổ trí bảo diệm diệu đức, đi nhiễu quanh vô lượng vòng lập tức ở trước Đức Phật, ngồi trên tòa hoa sen báu phổ chiếu thập phương. Bấy giờ vương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn của chuyển lân vương, lập tức cởi các đồ trang nghiêm trên thân mình cầm dài lên cúng dường đức Phật. Bấy giờ đồ trang nghiêm biến thành lọng báu ở trong hư không, lưới báu thòng rủ xuống có long vương đứng cầm giữ. Tất cả cung điện sen bảy trong đó có 10 thứ lọng báu, bày bố chung quanh hình như lầu cát, trong ngoài thanh tịnh, các mây chuỗi báu và các cây báu, hương hải mani dùng để trang nghiêm. Ở trong những lọng đó có cây bồ đề, cành lá sum xê, che khắp pháp giới, niệm niệm thị hiện vô lượng trang nghiêm. tỷ lô giá na như lai ngồi dưới cội bồ đề đó có các bồ tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật vây quanh trước sau, đều từ phổ hiền hạnh nguyện sinh ra, an trụ chỗ trụ không khác biệt của các bồ tát. Cũng thấy có tất cả các ông vua thế gian, cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai, lại thấy tất cả các kiếp thứ tự thế giới thành hoại lại cũng thấy tất cả thế giới đó tất cả chư phật xuất hiện ra đời thứ tự lại cũng thấy tất cả thế giới đó mỗi thế giới đều có bồ tát phổ hiền cúng dường đức phật điều phục chúng sinh